Ở đây nè các bạn ơi, đó đây là hấp súp nha, đây còn miếng cơm súp. Đây cũng như vậy, nhưng thời gian nó thì còn 3 phút luôn. Cho ba dĩa của em nữa coi, còn 3. Ba còn 3 phút nữa à. Ăn cho hết giờ vậy. Gần hết rồi nha. Còn đây là ý trình bé Đạt. Dạ kêu cho mày cay đi đuổi vậy cho tư nước ngọt tiếng vậy. Không. Dễ nữa. Kêu hủ tiếu thêm. Vậy kêu mày nữa giúp tiếu thêm. À còn 2 phút, 1 phút 59 giây các bạn. Rồi xong có này cái cam kê thiệt của anh. Ôi thêm còn nửa dĩa nữa. Trời ơi, đánh tâm lý luôn rồi. Đánh đòn nặng luôn rồi. Thêm tôi nhảy ra làng nữa. Xin chào tất cả các bạn nha. Chào các bạn nha. Chào bạn nha. Chào các bạn nha. À các bạn ơi, hôm nay anh em mình lại tiếp tục bỏ ruộng đồng ra Phú Thị một lần nữa nha các bạn. Thì hôm nay ra Phú Thị mình sẽ tổ chức cho Quy Phiên, Te, Lùng và Cu Đạt một cái thử thách nha, với giải thưởng là 1 triệu đồng nha. Hôm nay ai mà ngừng ăn mà cái món cuối cùng là người đó sẽ nhận được 1 triệu đồng tiền thưởng từ mình nha bạn. Thì hôm nay sẽ có một cái lực chơi như thế này. Lùng là trong tem là ít ăn nhất nha bạn, nên mình sẽ đặt quyền cho Lùng 2 vòng ăn, là chấp 2 vòng ăn nha anh em, cách nào okay. Chấp Lùng 2 vòng ăn là đặc quyền, đó là giống như là mày muốn qua vòng nào là mày qua được 2 vòng, muốn sử dụng lúc nào sử dụng đúng không? Đúng. Mấy ông qua hết luôn cũng được luôn. Giống như là dưới tẩy nha, là giống như là ăn bún riêu, hủ tiếu, bún đậu, bún tôm hay là bánh xèo, bánh cống gì đó, là trong những món đó mày muốn bỏ qua 2 món nào là bỏ đó. Thí dụ nha, đó là mình có được 2 quyền để bỏ qua món. Cái này giống như chơi ngôi sao hy vọng, nhưng muốn xài không xài. Mày có ngôi sao hy vọng đó là mày có bỏ yêu cầu ngôi sao hy vọng không? Được. Ok. Ok anh em thấy ổn không? Ok quá. Được hả? Rồi chắc ổn đâu. Thì hôm nay mình sẽ dẫn 4 anh em để đi thử thách ăn nha bạn. Với món đầu tiên sẽ là món hủ tiếu khô nha. Mình sẽ dắt anh em đi một cái quán để ăn hủ tiếu khô là món đầu tiên nha. Là cái người nào cuối cùng còn ăn là người đó sẽ nhận 1 triệu nha. Okay. Và thức ăn của Quy Phiên, Te và Cu Đạt là 50-50 với nhau bạn, là trên lệch ít nhiều không có nhiều nha, trên lệch chút xíu nha. Và là ba nói thể ăn đồng được, có Lùng là ít nên chắc Lùng là 2 đặc quyền nha. Rồi bây giờ anh em mình mời tất cả các bạn cùng đi thưởng thức những món ăn của thành phố Sa Đéc anh em mình bữa nay, coi ăn những món gì và ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc thi hôm nay nha các bạn. Các bạn ơi, thì anh em mình đã ra tới quán hủ tiếu khô nha. Thì anh em mình đã kêu 4 dĩa hủ tiếu khô bằng nhau như nhau hết trơn các bạn. Hủ tiếu khô hải sản nha. Thì trong khi mà chợ hủ tiếu với bạn thì bố anh em nó đã có ngỏ ý nhau là sẽ ăn thì sẽ có thời gian nha bạn. Okay. Thì đây là những cái thời gian do bố anh em nó đặt ra nha bạn. Là 4 phút, 4 phút, 4 phút, 4 phút, 4 phút gử, 5 phút, 5 phút gử, 6 phút và 7 phút nha bạn. Là một lần ăn là sẽ một người sẽ quay cái vòng quay này vô bao nhiêu phút là ăn trong vòng 30 phút đó, người nào mà trong vòng 30 phút là ăn không được là người đó bị lỗi nha. Ok. Okay. Cái vòng quay thời gian này là do mấy anh em đặt ra chứ mình không biết nha bạn. Anh em góp ý nha. Rồi bây giờ rồi, mình sẽ ra nhìn miệng và cho bố anh em thưởng thức hủ tiếu khô hải sản nha bạn. Thú chết. Mà thú chết. Hủ tiếu ngon thơm gì coi quá sao. Ngon quá. Quá đi mà. Đầu nghiêng trời. Bấm bụng nha bạn. Chàng Lùng có tính là dùng một cái ngôi sao mắng cho dòng này bạn, nhưng mình khuyên nó là cái dòng này dễ có thể thưởng thức được nên nên ra đừng còn 5 phút nữa sổ rồi. Thôi con mua hết cho cô luôn á, nếu đi mấy tờ mua cho cô luôn đi. Rồi sao anh chuẩn bị đi bán số đi. Trời trời. Rồi phải nói là chuẩn bị lãnh số gì bán số cố đậu. Nó ké luôn á. Chuẩn bị bán rồi vừa á. Bán giờ sớm còn 3 phút á. Biết đâu mình ăn hủ tiếu này mời mời cô lại đây cô kiếm con nha cô. Chiều nay là bác lên đây nha bác. Nửa tiếng nữa còn lại vừa đó. Mời đi, mời mời lãnh về mới về được, chiều nay lên đi chi chạy. Chưa lãnh tiền. Mời. Mời ông trốn luôn sao? Gì trốn cố đậu mộng gì sao? Đùa chứ. Wow. Chúng một cái thôi, tổ chức cho 7.000 cái trò chơi này chơi cho đã. Bây giờ là tự Đạt quay dài qua đi. Okay. Đạt quay mình sẽ quay trước nha bạn. Đạt quay là mặc định cho bốn mình luôn nha bạn. Ok. Thôi vòng này mình phải chơi siêu 4 phút nha bạn. Quay mấy phút nữa. Được. Quá đơn giản.
4 phút. Đủ. Vậy 4 phút nha bạn. Vậy là dòng hủ tiếu này là mấy anh em phải chinh phục thời gian 4 phút. Ai chinh phục không nổi là người đó bị lậu nha. Rồi này chơi trang điểm này chứ vậy. Điểm cho đây bây giờ mỗi ba là dứt nha. Rồi. 1 2 3. Rồi bạn nha, 4 phút rồi. 4 phút đếm ngược đó nha bạn. Mời bạn nha. Nói chung vòng đầu tiên mà anh em đang đói nữa mà với dĩa hủ tiếu khô này 4 phút thì quá đơn giản nha bạn. Một nốt nhạc một xanh xanh thôi. Nếu cái này mà 1 phút giờ cũng chinh phục được nữa chi 4 phút đúng không? Ngon quá. Mời bạn cơm nha. Nó một phút tôi không nổi rồi. Sao không chạy? Nãy giờ mới có 20 giây đâu cú. Ngon. Tiếu khô mà phải chuẩn. Ngon. Quá ngon. Ngon. Ngon đậm đà không? Ngọt, mình cũng ăn ngon đó các bạn, quá ngọt. Ừ, ngon quá. Đúng rồi, không ăn gì, ngon rồi. Trời, trời, Lục ăn gì nhờ nhá xoan đi chạy. Cái gì để ca đậu quọc. Về nãy cái đồ đặc biệt dòng này chết liền không? Dòng này ta dễ qua, đặc biệt dòng này chết liền. Bây giờ Lục nếu mà ăn nhanh nhất là nó nhanh luôn, bạn thắng luôn rồi. Vì còn lại 2 cọng giá, hay thèm hả? Quá bét. Ăn hết vậy à? Vậy sao? Này ăn giờ mau lẹ chạy. Mình còn nhiều thời gian mà. Đúng rồi, 4 phút luôn mà. Thì ăn gấp quá rồi nó dụng. Mới còn phút mà không nhiều. Đúng rồi. Đúng rồi. Nên ăn được vậy thôi. Các bạn lên núp núp nha. Đâu giống luôn các bạn. Đồ ngon ý trời. Ngon. Không nhận im ngon ghê. Sao anh em? Có biểu rồi ngon không anh em? Quá ngon. Thôi anh nói là đừng ngon đi, tôi thèm phải không? Hủ tiếu khô rồi, biết cho nó sát. Quá ngon, gấp mà chậu quá ngon. Nói chung là cái view này ăn hủ tiếu khô quá đẹp, bạn có lan đột biến nữa kìa đó. Có 7 tỷ, chậu cũng nhiều. Đã. Như bằng đầu luôn rồi. Hồng này quá đã nha, ngon. Quá ngon luôn, trời các bạn nghĩ ở ngoài trời chỉ bò đen xì lì luôn. Mà trong đây ăn dĩa hủ tiếu khô húp mà bị chén nước súp hải sản nữa, quá đã chứ. Trời trời, một cái này vậy trời. Ngon, ngon gặp. Chúng ngon chẳng. Ồ. Nói chung anh em ăn ngon miệng là mình vui rồi. Quá đã thiệt rồi. Thấy luôn rồi. Dòng đầu tiên là ai cũng chinh phục được hết rồi bạn. Mới có 2 phút mấy là đã qua xong hết rồi. Quá ngon miệng luôn trời. Mày lấy bắt đầu. Làm tôi cũng nói không món này ngon, tự tử có bù lắm mới ăn ngon nhẹ. Đây dòng đầu tiên là mình sẽ thử thách anh em là ăn hủ tiếu khô nha bạn. Là các bạn đó xem dòng kế tiếp nha, dòng kế tiếp coi mình sẽ thử thách anh em ăn món gì nha bạn. Ăn mưa em nói mưa kìa. Mưa trời trời. Cho dễ nó coi. Đây anh em có quyền uống trà đá, có quyền không uống nha. Thôi dám uống. Nói chung anh em muốn uống nước gì thì kêu nha thì uống uống không không. Tùy. Vô bà. Vô. Bạn tâm nè. Rồi thì bố anh em đã qua cho bạn. Thời gian mất 3 phút mà là chinh phục chân, còn dư lại 1 phút nha. Rồi bây giờ thử thách vòng đầu tiên là hủ tiếu khô, anh em đã vượt qua nha bạn. Bây giờ mời tất cả các bạn cùng theo anh em mình để đến món ăn thứ hai coi món ăn gì nha bạn. À các bạn ơi, thì anh em mình đã tới quán món thứ hai nha, đó chính là bún đậu mắm tơi bạn. Thì cái quán này là khi xưa anh em mình đã ăn một lần nha bạn, là cách đây khoảng hơn 2 năm về trước nha. Thì lần này anh em mình đảo lại để thưởng thức cái món bún đậu mắm tôm lại nha bạn. Thì anh em mình đã kêu ra 4 dĩa nha, một người ăn nha bạn. Đây đã ra tới nha. Wow. Ủa chị chủ quán cho thêm 5 ly nước nữa. Đây là chị chủ quán tặng cho anh em mình mỗi người một dĩa nha bạn. Là 5 anh em mình là ngủ dĩa nha bạn. Ủa vậy 5 dĩa nha bạn. Nước này anh em mình nói chung là chưa biết bước gì, ngồi uống sao đi nha bạn. Rồi. Bây giờ là bây giờ hỏi Lùng nha. Lùng có 2 quyền để mà loại thức ăn. À Lùng có dùng trong món ăn này không? Nếu mà món này mà trong vòng mà quay trong vòng 6 phút có thể ăn nổi, chứ mà 4 phút. Bây giờ quay xong rồi có quyền loại không loại tùy mày. Ừ. Quay trước mới loại được quyền loại. Chơi chăm dễ mà. Đây. Dứt. Dứt. Bảo bảo bảo. Bây giờ tới ai quay đi. Trong chủ yếu là chơi. Nè tới trong là quay trong đi. Cho quay trong chỗ. Quay trong mày luôn kìa. Nè. Cho quay ông cậu luôn. Tưng. Cậu được ưng thấy rồi nha. 6 phút lẩm liền, 6 phút trở lên là lẩm liền. 7 phút lên chị. Đủ. 4 phút. Cái đậu không có ăn cái mẹt này. Vậy là quyết định cuối cùng của anh là gì? Quyết định chốt cuối cùng là Lùng có ăn hay là lội? Chốt hạ lội. Vậy là Lùng đã dùng một quyền đặt công cho bạn. Cái món này là trong vòng
vòng 6 phút tới lên ăn mới nổi. Rồi vậy là Lùng đã dùng một quyền loại bỏ ít ăn nha, là loại bỏ vòng này nha bạn, là Lùng không ăn nha. Chỉ còn lại Pin, Te và Cu Đạt. Trong vòng 4 phút mà anh em nào ăn không hết dĩa này là người đó bị lội nha. Ok. Rồi bây giờ cùng tất cả các bạn cùng thưởng thức cái món bún đậu mắm tôm nha bạn. Bây giờ thì ba anh em, bạn bốn anh em nhưng mà Lùng đã dùng quyền để giúp nên chỉ còn lại ba anh em nha. Ba anh em có 4 phút để xử toàn cái dĩa bún đậu mắm tôm nha. Ok ok. Ông nghĩ thôi còn vòng sau nữa không? Có chứ. Theo mình nghĩ là sẽ còn vòng sau và vòng sau và vòng sau nữa nha bạn. Chắc đợt này là không rau không? Không rau nha bạn. Tại vì sao này chắc mấy con gì kia nó 1, 2 con dịch bị hạ đó. Chưa đâu, tao nghĩ đâu. Xong vòng này sẽ còn vòng sau và vòng sau và vòng sau nữa. Đâu ghê vậy? Ghê quá. Rồi, chẳng có mấy anh em cũng phi thường lắm nha bạn. Bây giờ tôi cho anh em thêm phút nữa nè. Thôi ơi. Anh chơi cho anh phút nó chịu rồi. Cho phút trời, tại vì anh em tự đặt ra cho em chịu, tôi biết gì đâu. Đúng rồi. Cho thì ăn hết cái bên trên dĩa nha bạn. Bỏ gạo lại, tại gạo thì dầm gọi gạo có người ăn được, dầm gọi ăn không được nên là không sử dụng gạo nha. Chỉ ăn hết cái bên thôi. Ok. Rồi. Ok. Đấm nha. Dĩa này phải tăng tốc nha bạn. Đấm nha. Ông nhắn vào đi. Rồi mình tiếp mỗi ba là 4 phút tiếp được nha. Ok. 1. Ủa anh em không cần đũa anh em. Thôi tay vô lại. 2. 3. Vô bạn, mời tất cả bạn nha. Mời ăn không? 4 phút đếm ngược nha bạn. Rồi ngồi đi chạy. Bây giờ lùng cái kiểu dĩa cứa dài ra đây tập lên. Để đây chạy mặt. Cách chở. Ngon, ghé mặt mẻ không? Quá đỉnh luôn bạn. Có gì giò hủ, giò chả gì, lỗ tai, lũ mũi gì. Chả cá, chả quế, tại đây cho bạn ngon quá. Mình lại dùng hàng nữa chạy. Sao anh em ngon không nè? Ngon, ngon. Sao bạn? Quá tuyệt vời phải không? Ở trời mới đây 30 giây nó trôi qua đó nha anh em. Không qua nhau chưa đâu. Bữa nay là trận đấu này là siêu kinh điển nha bạn. Tại vì Wifin, Cu Đạt và Cu Te là ba anh em nó là sức ăn 50-50 nha. Là có thể ngang tài ngang sức. Bởi vì bữa nay anh em đấu một trận là có thể nào cao thấp biết liền nha. Quýnh trận này là biết liền quá. Tôi quên bánh bèo quá trời. Nước không? Được nước mà. Nước này uống được máy, uống nước gì uống mà. Nói chung là anh em mình chơi vui vẻ bạn. Nên là có thể uống nước thoải mái, muốn uống nước gì cũng kêu uống nha. Thoải mái. Trời trời, mới đây mà gà thai cút của mình mẹ. Thay còn nhiều nha tẹ. Cố là tẹ. Mới quên cũng còn ngang ngang ngửi lẹ. Còn ta còn nhiều, còn gọi nó quyết mà gồm nha. Nó ngon quá trời. Ngon, có ngon không? Ừ. Cái nhà mình không thèm miếng nào đâu. À, không ăn rau, nhưng mắm tôm thì ăn hết thì gội đầu nha. Rồi, xong đó, tôi xong đó. Ừ. Ủa, sao cũng sao bông á, không có thèm. Thèm vô cái bún nữa, nè nè, hầu nó ăn bún không nổi thử. Là còn dư trời đá chơi mày. Giờ nấu lửa với cha. Ăn miếng chua chua vô. Ngon mà. Ngon hả? À. Ê, cá là ngon như vậy. Ủa, bún ở nhà nè em. 60 giây thì gắt mau nha. Đù, ăn đi mà, anh Phiên Tố Biên chạy. Ngon tới nổi mà. Đạt đang hết trơn luôn. Bữa nay là hành vi tổ quy luôn nha bạn. Ghê chứ. Ngon cuối cùng đó bạn. Nhanh đi, còn có 30 giây đó. Còn 30 giây à. Mẹ hàm cứng nhẹ trời. Mày hết 30 giây nè. Vô. Hết rồi. 15 giây nữa. Hết rồi nha bạn. 15 giây. Chắc bên kia quá. Rồi 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 rồi. Xong. Tôi nói là đồng này có một con dịch dạ bị hả. Nhạc bay la đà luôn. Không thủng rồi. Đồng này là có một hai dịch bị hả. Trời, hết giờ nha bạn. Đứng giờ còn hai miếng bún chứ hai miếng ấy trời. Là Te đã bị lội khỏi cuộc chơi nha. Là còn lại hai miếng chả và hai miếng bún và một miệng nha bạn. Chịu không nổi. Có nước mà uống nước cho cày. Ừ.
đúc nước vô cho nó trôi. Mình đang ở bên là mình uống ù hết rồi nhau nhưng mà cũng không xong nha bạn. Rồi. Cái gì mà quá đi gớm vậy. Không. Con nào phải con nào làm đạt ăn nhanh thiệt. Không. Đầu tiên cũng ngon cũng nhanh nha, đạt cũng nhanh mà te thì các bạn tôi biết được cái nước nào là nó nhanh hay dở nha bạn. Nãy giờ mày không đụng vô muốn cũng hay hả không? Nói này nè. Thì bởi tôi biết luôn, trong vòng 6 phút tôi ăn được. 6 phút mà chưa cũng không nổi luôn á. Không, 6 phút tôi ăn được. Dở nha, phải vậy cho chua lắm nha. Để em. Rồi, tiếp tục đi. Vậy là vòng thứ 2, ta đã bị lội nha bạn. Đã bị nguyên nha. Đã chặn ra khỏi cuộc chơi nha bạn. Chỉ còn lại Đạt và Nguyên và Cú Lùng nha. Bây giờ anh em mình cùng tất cả các bạn cùng theo anh em mình để tiếp tục cái mẫu thứ 3. Rồi mẫu gì nha bạn. Yeah. A few moments later. Các bạn ơi, thì món ăn thứ ba anh em mình sẽ lựa chọn là bánh xèo nha bạn. Mỗi người sẽ hai cái nha, chỉ còn lại Đạt, Vivin và Lùng nha bạn. Cú Te đã bị lội khỏi cuộc chơi nha. Ao trên đây. Chia buồn cùng Cú Te nha bạn. Nếu như mà nãy mà Cú Te phải thêm một phút nữa là có thể vượt qua được. Chia vui em ơi, chia vui em ơi. Tại nãy anh em hơi dở, đáng ra ta chơi thời gian là 5, 10, 15, 20 đến 5 phút không? Đủ. Rồi, chơi chị mình vậy thôi, sát mặt quá không? Mời các bạn, còn bây giờ là mỗi người hai cái bánh xèo. Bây giờ tới được ai quay? Mình quên tới tôi. Quay đây. Đâu, không? Mày 5 phút nè. Cái gì, mày 4 phút nè. 4 phút nè. Mày làm sao mày 5, 3 phút một cái? Ủa, tính ra tôi chưa được quay, tôi ra đây luôn vậy. Tính ra ông lên nữa. Bốn phút. Bốn phút nha bạn ơi. Không mà 4 phút hai xe thì quá đơn giản, bạn hộp nốt nhạc rộng nha. Không phải đơn giản đâu. Ê, tính ra 4 phút phải chùa lắm nha, không nào ý. Dựa. Hỏi Lùng thôi. À quên, hồi nãy quên hỏi Lùng có dùng đặc biệt cuối cùng nha. Không. Ủa mạnh mẽ chạy. Ừ. Rồi, 4 phút vậy chạy. 4 phút cuối cùng. Máu lửa chạy. Chạy. Đó như mày bắt xương tôm sao? Chạy. Bắt xương tôm sao? Thấy rồi này. Thấy rồi ha. Rồi. Rồi, 4 phút nha, bấm luôn. Bấm luôn nha. Rồi. Chiến nha. 1. Không bấm đi. Đây. Phải chỉ chạy. Tới tôi chuẩn bị thời gian đó chứ. Đây 4 phút nha bạn. Vậy là trong vòng 4 phút là ba anh em sẽ xử hết hai bánh xèo của mình nha. Người nào mà không hết người đó bị lậu nữa nha. Ok. 1 2 3. Rồi ông để ra trước mặt. Rồi đây chạy cho bạn. Ông để cái điện thoại ra trước mặt. Mời bạn nha. Cho anh em chơi là câu luôn nha. Ngon dữ thì chạy. Hôm nay mình vẫn thèm đủ kỳ thương trọng. Hồi nãy nè. Quá ngon luôn trời. Cái mùi bánh xèo nó thơm nhẹ hả? Quá trời thơm, quá xơ mà. Cầu hủ mới vô xăng nha bạn ơi. Nãy mới dùng đặc quyền giờ vô xăng nè. Ăn thấy ham vậy trời. Quá đơn giản. Sao buồn vậy? Trời. Ăn bánh xèo buồn vậy? Quắn nguyên cục chiếu nhẹ hả? Bốn phút thời gian dài anh em ơi. Để thèm. Trời ơi, mấy phút đó, bốn. Một phút. Không được đây mà không dài. Tao ăn cái này quá đi dán. Ăn hơi dơ đấy bạn, không phải nè. Trời ơi, đây cũng bét nè bạn ơi, đây cũng quắn heo luôn nè. Trời ơi. Ở đây. Cục chiếu mà. Ở đây gần hết luôn rồi trời. Ở đây còn táo nha bạn ơi. Không thấy đỡ cho ăn không có tèo gì không? Có chứ mày, mấy bạn ăn. Ăn gì mà nó ngủ. Ngủ thì cuốn làm rồi luôn luôn chạy. Ngon miệng nội ơi. Không mà đừng nuốt miếng này thì cũng không phải. Tôi đó tôi biết rồi. Ông hồi nãy giờ nuốt từ đầu tới mù luôn kìa, ông ngay quá. Thơm nhẹ trời. Giờ những cái khách này mà ta giảm được miếng 100g thịt nữa không? Giảm là bạn ông ngồi ông hèm ông ăn gì còn tăng hơn nữa. Thì nha, có ăn cuốn. Rồi ông Lùng lé khóc luôn bạn ơi. À, trời đây cũng chiến binh nha bạn ơi. Còn quay phim thì đứng số nhất rồi, ai đứng số 2 nữa giờ. Mày. Tôi số cuối em nói ao trình rồi, nay lỗi rồi. Lỗi trực tiếp luôn rồi. Nãy giờ quay gì mà 3 lần 4 chạy. Rồi 3 lần 4 phút đúng rồi, chính xác là vậy. Rồi ông Lùng chắc gãy nha, phải đơn giản đâu nha. Mấy chút kia thì chưng hả? Lướt qua còn 1 phút là to luôn cái giỡn. Nè bạn ơi, còn 1 phút 35 giây mà. Mắt xương cái con tôm cái anh mệt nha.
Rồi ở đây. Rồi ở đây ha. Ngon ngon, im im im. Bây giờ bắt xương tôm nha lụ. Trong thời gian nhiều ăn cầm lại. Nãy ăn tôm nhanh. Cầm chắc. Nãy thì nhanh. Này cầm nha bạn. Lấy ra bánh xèo này với thời gian là bút cũng là vừa rồi. Càng nữa chứ lúc đẹp luôn. Còn phút 14 giây em lòng ơi. Ông hô chi mấy có mấy giây à. Rớt rớt. Mày làm cái bắt kẹt. Lấy ghế vô luôn. Chắc gì mà. Đồ uống nước mắm chạy. Uống nước mắm luôn. Nãy kia nó uống chạy. Ngon chạy. Mua nữa không được. Rồi. Đây hai người chuẩn bị hết nha bạn ơi. Anh em còn 48 giây. 40 giây nữa nha bạn. Quá đơn giản. Hai bánh xèo quá đơn giản cũng. Hát học ra nha. Cũng cái chén luôn là tính nha. Đây thời gian còn 33 giây mà anh em còn nhai trong học nha bạn, chắc là hơi vô vô quá hết trơn rồi. Hay quá. Hay quá, cho chàng khó tay của chân ơi. Thích dễ các bạn. Thích dễ nha. Rồi thì dòng ăn bánh xèo thứ ba này thì ba thứ trên đều vượt qua hết nha bạn. Bây giờ mời tất cả các bạn cùng theo anh em mình để tiếp tục quán thứ tư. Và quán thứ tư sẽ là món gì nha các bạn. Ở đây thì dòng thứ tư anh em mình sẽ chọn là ăn cơm sườn nha. Thì còn lại Y Cũ, Quang Viên, Đạt và Lung nha bạn. Bây giờ là tới Đạt quay phải không? Chắc tôi chơi sáng luôn quá. Ủa chơi ngày nữa. Chữ vậy chơi. Bây giờ tới ông Đạt quay lại nha bạn. Ông muốn cút hả? Tốt quá rồi, tôi nhớ nghe nó luôn á. Quay không? Vô 7 phút rồi các bạn ơi, mình biết trước luôn á. 7 phút, trời ơi chạy 7 phút này. Quá quá em. Xui nhà tiếng chi mà. Ghê miệng linh nhẹ hả? Dĩa cơm là 7 phút bạn, dĩa cơm sườn nha. Rộng rộng có đặc quyền không hả chơi? 7 phút đặc quyền gì chơi? Chết rồi. Đây thì dĩa cơm sườn ba dĩa mình kêu như nhai mà. Bây giờ là 7 phút cho ba anh em nha. Rồi, đây, cho bạn luôn. Rồi, chơi nha. Phải luyện chứ. Rồi, chơi không? 1, 2, 3. 7 phút nha bạn. 7 phút là thời gian quá dư dả nha bạn. Đây, trời, đồng hồ chạy nha bạn ơi. Mình chắc không ạ? Chị thử vô. Vậy xin miếng cơm đi. Đúng rồi. Ê, chen súp vô kìa. Mình chán lắm bạn, xin miếng cơm, bỏ vô. Trời ơi trời. Rồi ông Lùng là người về đích đầu tiên nha các bạn. Ăn chưa chân hết nữa vậy rồi. Ừ, cơm hết chân. Ừ, đầy nước rồi. Món này món gùa không có gì không nội. Rồi rồi, ông cố nó rồi, không ăn đi, để cho thấy ông nhịn hơi bị lâu nữa nha. Chắc ông xỉu quá. Lết mỡ rồi bạn, con này. Thấy nó. Nó dữ chưa. Bây giờ anh em đang nhìn mày nướng miếng là bây giờ nên còn no, để giờ chưa ăn sâu. Ok ok ok, chắc cũng đợi món cuối không, mấy gà công không? Món cuối đang ngay ta khé luôn đó. Giá này nó thích ngon với chạy. Quá ngon miệng luôn. Nó thấy là mày ăn thánh thời á. Quá anh thời. Không, tôi xuyên xuyên mà tôi đón 7 phút rồi. 7 phút thời gian quá im. Mày quay nè, 1 phút thời gian cũng hết rồi. Phải không? Ừ, sự mà. Mời anh. Bình tĩnh nha anh em. Thời gian mình dài, anh em cứ từ từ mà mình sắp xếp cho cái ngăn bao tử mình nó cho chứa được nhiều nha anh em. Sáng cơm sườn rồi chiều ăn cái tương không? Ok ok. Tối em lên giường. Quá một hộng luôn. Ở này mày là có thời gian mình chế vẽ từ từ nữa nè. Cái gì vậy? Này có thời gian nhiều mình mới chọc nha bạn ơi. Rồi. Mới có 2 phút mấy vậy. Rồi. Bữa nay đọc giải cúp du lịch châu Á là đây cho bạn. Quá hết chưa luôn. Đây rút ghé về luôn rồi. Nhà ghé về luôn không hả? Như nhau. Ừ, ba dễ như nhau. Bạn ba lần nó cũng hai thú lên lơi đó. Ba anh em này cũng rúng xuống nữa. Tám cân nữa lặng nha bạn ơi. Ăn đều go hết trơn luôn trời. Bữa nay thằng Thắng cũng khá là đậm nha. Cao luôn á. Còn một đặc quyền nữa mà. Đúng rồi. Chứ giờ ông bỏ ăn là tôi hôm nay ăn không hết nổi rồi. Tôi sẽ kêu ông món sau là làm một nguyên con đà điểu. Đậu hộ sử dụng đặc quyền. Là chắc lùng là Be và Nguyên Viên và Đạt và ba anh em ý là chắc lên cho mình không biết gì nha. Tại vì ba anh em nó tự thỏa thuận nha. Và thời gian thì cũng bốn anh em nó tự thỏa thuận luôn nha. Mình chỉ là giống như là cánh thảo không? Tài thảo các bạn. Chứ mình có được lên tiếng đâu, cũng hay ho hay lắm. Tại vì mình ho nó cho uống siêu ho liền đâu. Đúng là vậy đó. Tại vì mình chỉ biết ngậm ngùi mà. Không ho cái cho uống sổ liền luôn. Hay luôn. Giờ
Ở đây nè các bạn ơi. Đó đây là hấp súp nha, đây còn miếng cơm, súp. Đây cũng như vậy. Nhưng thời gian nó thì... Trời ơi, còn 3 phút luôn. Cho ba dĩa con heo nữa coi. Còn 3 còn 3 phút luôn ạ. Ăn cho hết giờ. Dư thời gian quá trời luôn. Cùng em vừa gọi. Trời ơi, 3 phút thì cái 7 phút mà ăn riêu. Rồi, dòng này cũng hoàn thành nó rồi, quá đẹp. Hôm nay có sự đặc biệt là tới ông Sạp sẽ ăn một phao nha các bạn. Thấy nè. Ghê chạy. Tính ra là 3 phút rưỡi nè, 4 phút. Bốn phút rưỡi không là 4 phút là vừa luôn á, là vừa xiết luôn á, ai đâu xìa quay vô 7 phút thôi, chứ 4 phút là vừa. Ở luôn trời. Rồi, ok, hết rồi hả? Hết rồi nè. Tiếp tục món đi tiếp theo lên món. Ê, cái này giống càng ăn càng hèm á, như trời. Rồi đi ăn tiếp. Bị món tiếp theo. Rồi bây giờ thì dòng thứ tư ăn cơm sườn đã, ba thí sinh đã qua hết trơn luôn nha các bạn. Bây giờ mời tất cả các bạn cùng theo chân em mình để tiếp tục món thứ năm, và quán thứ năm sẽ là món gì nha các bạn. Các bạn ơi, thì món ăn thứ năm thì anh em mình sẽ chọn là hủ tiếu xào nha các bạn. Thì dòng thứ năm này Lùng sẽ dùng nốt luôn cái quyền mà trợ giúp thứ hai luôn nha các bạn. Vậy là hết dùng hết quyền đặc quyền phải không? Okay. Cái dĩa này của Lùng, nhưng mà Lùng đã dùng quyền trợ giúp là cho qua nha, nên là để đây thôi, bọn mình thưởng thức luôn nha các bạn. Đủ là... chịu hết nổi không? Hay nữa chứ. Lùng đã dùng hết hai đặc quyền nha. Rồi giờ trong này chỉ còn lại quay phim và đạt nha các bạn. No quá. Rồi quay nè. Ai quay? Nó hả? Cái này không biết qua không các bạn, nhưng mà cố gắng nha bạn. Qua chắc. No quá, no quá, no rồi. 4 phút qua chắc luôn á. Nãy giờ vòng này vòng 50. 4 phút là qua nha. Còn tôi nghĩ chắc 6 phút luôn rồi. Không, 4 phút đi. 4 phút là qua. 4 phút rồi. 4 phút 30 giây. 4 phút 30 giây. Ồ. Không được 30 giây. 4 phút 30 giây. Nhiều đáng nhiều. Rồi bấm giờ, 9 giờ, 9 giờ đi. Mày có nhau. Là bây giờ là hơi một lon, đỡ một lon luôn. Vậy là vòng này là đạt với Vin sẽ vượt qua 4 phút 30 giây để chinh phục dĩa hủ tiếu xào này nha các bạn. Rồi hai anh em sẵn sàng chưa? Để ông Sạm bấm giây nè. Chưa, để ngủ. Chưa sẵn sàng. Chưa sẵn sàng không? Để Tết thì để nửa tiếng nữa. Để ngủ dắt vô tiêu đi. Thử thử tiếp không? Nhiều lắm nha. Bây giờ no rồi các bạn. No nhưng mà bây giờ thì gấp thời gian nữa. Tại ăn lại đi. Có 4 phút 30 giây quá yếu hèn rồi. Trời ơi, anh em trộn đi cho nó nguội. Không biết mình với ông Đạt qua không nữa bây. Trộn lên ông Đạt, trộn lên phim. Cho nó nguội đi chứ, để ăn vô. Thôi nóng rồi. Còn nó nú không nha. Không, đừng ngủ rồi ngươi. Ngủ chưa? Ngủ rồi. Rồi, ông cầm điện thoại kìa. Rồi, giúp nha. Vô. Trời, nó dữ trời. Rồi, vòng này là chỉ còn lại Đạt và phim. 4 phút 30 giây để chinh phục dĩa hủ tiếu xào này nha. Ai chinh phục không đổi là bị lỗi nha. Ok. 1, 2, 3. Mời bạn nha, mời bạn nha. Đây thời gian chạy nha bạn. Đó, quay qua cho bạn coi nè, đây đây. Đó, thời gian đang chạy. 4 phút 30 giây mà nãy suốt mẹ 2 phút nhiêu? Vậy 4 phút 2 phút vậy thôi. Họ nó ăn xong chữa tôm lại đánh răng nha. Suốt mẹ luôn. Béo nhẹ trời. Trời trời. Ồ, ngon dữ vậy. Tính ra Đạt lên đây mình từ dẫn cho Đạt ăn nó món ngon hứng bộ. À. Ừ, quyết một gồ không còn nó chay. Tôi thích những món lạ, món ngon ha. Nói chung là dẫn nó ra đi là nó đã biết tàu xe đét này có những món gì lại bố nó chạy ra ăn tàu hà luôn rồi. Đúng không? Quá đã luôn á, đặc sản tùm lum lên á. Không ăn nhiều nhiều cho. Nhiều đâu nhiều, quá ngon đúng không? Nhiều vậy cho bố ăn sáng chạy ra ăn là ba dĩa. Hết vậy. Ông dòng này hơi mệt, bạn tại dĩa hủ tiếu xào nó cũng là nhiều nha. Mà 4 phút 30 giây thì thời gian quá khiêm tốn nha mà. Tại vì anh em đã bấm vô cái khung được 4 phút 30 giây nha. Đáng nhận là 7 phút là vừa. 7 phút là ngon luôn á. Cái này là công thường, nãy là đổi lại 4 phút. Cái này đổi là 7 phút là ngon, ngon không được. Rồi mà cụ đề cũng đẹp nha bạn ơi. Mà cụ đề đâu có được vậy đâu. Ừ, chọn vậy vậy. Sống mà. Có thằng đầu đinh cũng có thằng đầu chùa chứ. Nói gì nữa, cương nói dĩa kìa. Chưa mà, mới nữa 30 giây hả? Mày hết đặc quyền kìa, không lo 30 giây, 40 giây, đậu vòng. Vòng sau tái cho mày một kiếm men này. Anh em cứ còn 3 phút nha anh em. Giải luôn không, giải luôn. Không đứng ghế mà. Chứ mình thấy là mình thấy vậy chứ cái này hơn chơi nhìn thèm không sao. Giờ không chảy nước miếng chị nãy giờ hơi bị nhiều rồi. Dĩa, cũng cà đẹp này.
Thôi đầu gà tao quên hết luôn á. Thôi tao nhịn luôn. nhịn tới luôn. Thôi để ông vẫn ngất đi, ông ấy ổn xỉu á. Thôi kia tao xin miếng súp hết rồi. Úp sao đủ đồ. Ờ vô nha, đó hy sinh này quá hoành tráng nha bạn. Vậy nặng cái miếng canh rồi đạt. Đó, gần hết rồi nha. Còn đây là hy sinh bé đạt. Dạ kêu cho mày chai lông tiên uống nha, cho tư nước ngọt tiên vậy. Đúng. Ủa không? Không. Chế nữa. Kêu hủ tiếu hiêm. Vậy kêu mày nữa giữ tiếu hiêm. Nè lẹ anh em cứ ăn ngay đi, tôi ba không báo gì ăn cho. Ủa qua rồi 2 phút mà. Bé Đạt còn nhiêu bé Đạt? Còn 2 phút mấy giây nha bé Đạt. Còn quay phim này chắc vượt qua nha bạn. Còn đây là cũng là 50-50 nha. 1 phút 50 giây. Đó, có người thông báo thời gian đó. Đó, mình nói bạn nghe điều này nha. Là Lùng đã dùng hết 2 đặc quyền nha bạn. Là Lùng thấy là hết 70% có thể thu á. 70%. Tại hiện tại bây giờ là cái bụng của Lùng bây giờ nó đang hơi cứng rồi đó. Nếu mà một món sao mà có thể dễ nuốt thì có thể qua nha. Khó nuốt là tay luôn. Đúng. Rồi quay phim chuẩn bị hết nha bạn. Rồi bé Đạt quay phim chuẩn bị cái dĩa này lại nha. Bình tĩnh tự tin, thời gian còn phút 18 giây nha anh em. Cố lên cố lên. Dĩa Đạt thì quay xuống nha, dĩa quay phim chuẩn bị đầy lên lại nha. Ủa làm đại lại. Ủa dòng này mình kêu hủ tiếu xào mà sao dĩa quay phim nó hạch thành hạch cắm nè. Ở vừa cơm nè, bỏ xèo nè, rồi bỏ đống tôm nè. Nó học không nói ra nữa. Đúng là hợp cẩm đó mà. Hợp cẩm một dĩa trong đời. Ồ. Kìa, 49 giây kìa. Ông ăn luôn. 49 giây kìa. Rồi ông. 44 giây nha ông Đạt ơi. Ủa Đạt ơi, còn 42 giây nữa. Tốc độ mới có qua nha, ông tốc độ là không qua đó. 39 giây. Rồi, quay phim một hồng nha bạn ơi. Rồi chuẩn bị nút. 35 giây. Cái là bị ben lên luôn nha. Chắc không kịp rồi. Nút tao mới tính thôi. Tốc độ, nút tao tính. Rồi, tao nghĩ là Đạt sẽ bị lội cái dòng này nữa. Tại còn con tôm nữa, con tôm nó mới chua đó. Con này phải vô 6 phút ngon. Không, này cái gà vô 4 phút ngon. 40-30 giây, dư 30 giây luôn. Còn 15 giây nè hả ông nè. Không này 7 phút là vừa. Rồi. Rồi, quay phim vô địch nha bạn. Rồi này chuẩn bị hư địch luôn rồi. Chứ nghĩ sao ngủ bà vậy. Tôm cứa già. Có người nói gót tôi rồi. Rồi xong, có người đã theo cu te đấy các bạn. Đó chính là cu Đạt nha. Rồi ok. Đạt đã dừng cuộc chơi tại vòng thứ 5 này nha bạn. Đó chính là hủ tiếu xào nha. Nhớ tới suốt đời có hủ tiếu xào nha bạn. Nhớ nha. Rồi bây giờ đã quay phim đã qua. Còn Đạt đã bị lậu nha bạn. Giờ chỉ còn lại quay phim và cu Lùng nha. Bây giờ mời tất cả các bạn cùng chinh chiến anh em mình quán thứ 6 và món ăn thứ 6. Coi món gì và quán ăn nào nha bạn. Các bạn ơi, thì anh em mình đang có mặt tại quán bánh nước các bạn. Thì món ăn này là món thứ 6 nha. Chỉ còn lại Lùng và Quang Phiên các bạn. Lùng thì đã hết quyền trợ giúp. Quang Phiên thì chuẩn bị cho chó chè nha bạn. Thì các bạn hãy xem coi vòng chung kết này ai sẽ là người chiến thắng để nhận 1 triệu đồng nha bạn. Tôi nhận 5 vé. Đủ, nổ, nổ, nổ không Lùng ơi. Nổ, nổ á. Là mũi, 5 vé mà Lùng. Nè bây giờ bấm bút tôi. Đây Lùng quay phải không? Bấm bút tôi nữa đây. Bốn phút đã chơi hai thằng luôn nha bạn. Đây là chắc 5 phút rồi. Năm phút 30 giây. Đủ. Này, giờ có gì vậy? Rồi vòng này là quay phim với Lùng sẽ có 5 phút 30 giây để ăn hai dĩa nước này nha bạn. Thì bây giờ là gần tới hồi kết nha. Nếu như anh em nào mà ăn không hết thời gian, mà không hết là gãy là thua. Còn nếu đang ăn mà giữa chừng mà học sữa cũng thua luôn nha. Là bây giờ okay. Trực tiếp. Ok. Rồi bấm giờ của em. Có gì mình chạy liền. Biết đủ không biết sao biết được trời. 9 giờ kìa. Chưa đến. Món cái này ơi. Tôm nước ngọt kìa. Bây giờ chỉ có hai cái toilet có thể đi được. Một là đây, hai là bên Đạt không. Toilet nó Đạt luôn á. 5 phút mấy vậy? 5 phút 30 giây. Trong 4 phút trời. Có nước này gặp mình làm hai dĩa luôn các bạn. Bu tét nữa, lấu tét đấy nữa hả? Tao kêu quay 4 phút điểm chị quay 5 phút mới chạy yếu rồi. Uống nước nhiều anh em. Ở đây có xâm lạnh bông cúc không chuyển khoản tờ tiền anh em muốn uống cái gì. Bây giờ uống nước không? Uống. Cái tôi uống không nổi rồi đó. Chế nữa. Lũ nữa không?
không? Ngáo. Rồi. Rồi bây giờ là 5 phút 30 giây với hai diễm nước của Lùng Dợi Viên. Tao đứng hay không? Chứ đừng ngồi khó chịu quá. Rồi, đứng cũng được. Đấy, nằm cũng được. Có quyền, có quyền. Đó. Rồi nha, ok nha. Tự nhiên lấy cái muỗng gì chạy. Để sẵn. Okay. Sẵn sàng kìa. Mấy này chưa? Ok. 1 2 3. Mời bạn nha. Bạn nha bạn. Đây 5 phút 30 giây nha bạn. Thời gian ngắn trôi nha. Đó này nè. Đó. Rồi, người thì đứng, người thì ngồi nha bạn ơi. Thằng Lùng thì ngồi, thằng Cao thì đứng nha bạn. Tính ra dùng hình vừa hết luôn ha. Này đứng cũng ăn, mà ngồi cũng ăn, mà có 3 người ngồi không ăn. Tại vì ba anh em mình no quá trời no rồi. Quá trời no thì dưới chưa. Tại vì biết đâu anh em mình nuốt muối muối quá nhiều không. Miếng chả là 3 cái lô muối nó tăng lên bởi vì mau no lắm. Nồi nước vô, quá đẹp. Mà nó hơi húi nha. Nhà này nó em nước gì không. Này cái cao nhộng nó còn đứng khó quay nhẹ hả? Lại chứ. Mấy một cái gì tao ăn miếng ăn đi. Phải nói về nói mệt đó mày. Đó về cơm vợ. Tao nói ăn cơm vua thua cơm vợ. Một phút rồi đó. Mấy con phút à? Một phút nữa. Có con phút mà về làm thằng gáo luôn rồi. Còn cơ hội em Lùng ơi, quá đơn giản. Quá đơn giản. 4 phút 30 giây lận. Có thể nào vô vòng thứ 7 được không ta? Ừ. Chắc có vòng thứ 7 đó. Vâng. Có 3 chìm 7 nổi chứ lên không? Cái đó là chắc có thể. Vòng thứ 7 mà bấm vô 4 phút nữa có đúng hay không? Gây gắn luôn á. Ủa, quá đẹp. Tại mình nhìn nước rút rồi. Nếu như mà hai thằng vô vòng thứ 7 mà hai gãy chân đó là chịu đó là ba người tao chia đúng không? Ủa, cái này rồi không được hưởng cái gì trời. Tại mày gãy luôn hả? Vì tiếng kêu nó cuốn. Rồi xong luôn. Nếu như bữa nay là mình đó rồi. Nếu như bữa nay là mình đang cổ cổ vũ cho Lùng sẽ thắng nha bạn, nhưng mà không biết sẽ như thế nào này, tại chỉ còn hai thằng giờ chung kết đúng vậy. Không biết Lùng có vượt qua là bản thân nổi không ông lấy đặc quyền ông ra xài nữa không Lùng ông còn hai đặc quyền nữa đó bỏ gì vậy ông còn đặc quyền nhiều lắm. Nói chung là chơi vui vẻ thiệt, nhưng mà vui là chính mà thắng là thử không cái gì vậy chặt tông cũng được rồi mày đặt cầu á. Thôi móc cái hẻ hồi sinh tôi vô lại coi. Còn 3 phút 25 giây. Mùa sao đi ông ơi. 3 phút 21 giây em ơi. Người nằm mềm có lộn sợ cái buồn não đi. Bây giờ nó 2 cái chứ nãy giờ nó 2 cái. Nãy giờ Linh lậu lậu đi. Linh chậm he rồi. Chạy gấp đi ông thợ còn 3 phút nữa. Tập chỉ tao còn 3 phút rồi đi chị. Nãy giờ mấy các bạn đừng có nói chuyện đâu. Chế nữa rồi có 3 phút rồi nói chuyện. Còn 3 phút còn nuốt được không Lùng ơi. Rồi cái phiếu còn nhiều ông đó kìa ông ăn nhanh lên. Ông Hiếm đứng còn nhiều lắm. Ông tập trung ăn nhanh lên là hắn còn à. Tôi ủng hộ ông vé. Chắc vé gì gì là mão á. Muốn trả vậy chứ bay bái của cà máy em đó. Muốn trả vậy cũng trả báo không trời. Lấy nguyên cái ăn lắm mà trang luôn không. Làm canh hấp luôn. Ở đây tôi nhai cho. Nhai không để lại. Tôi biết sao cái phim nó cao nó lùn không nổi rồi. Tại vì lúc nào nó cũng dương tầm thế giới. Nó còn đứng. Bố bắt đầu ăn đứng luôn. Dòng này dòng thứ 6 rồi. Nếu mà có dòng sao nó sẽ làm dòng thứ 7 rồi. Đúng. Rồi căng lắm chứ. Cũng hơi mặn mặn mồi á. Mấy vòng rồi phải dễ chạy một vòng. Rồi còn 2 phút nữa mấy Vinh ơi. Tôi ra lụng này là 1 mét tôi chạy. Ăn 7 vòng chạy. Tôi đứng lên cho ông cộng giải nè. Rồi xong luôn rồi. Chỉ quy cao cao ok á. Đúng rồi. Quy cao cao ok luôn. À còn 2 phút, 1 phút 59 giây các bạn. Rồi xong có này cái cam kê thiệt của quá. Ôi thêm còn nửa dĩa nữa. Rồi, đánh tâm lý luôn rồi. Đánh đòn nặng luôn rồi. Xong, thêm một ngàn xà lan nữa rồi. Cái này nuốt không vô nữa rồi. Bây. Bây gì của em. Đã nãy tôi kêu chừa quyền đặc quyền cái đi. Cái này nó đặc quyền một cái là người quyền nó hồn dưới mây nó gãy luôn không. Gãy vòng xe, gãy vòng bút xào nãy đó. Ờ ngã mang bút xào là không gãy luôn đó. Bộ chứ sao ai dạng nữa. Quá dễ. Quá dễ mà gãy cũng hơi bị nhiều à. Sao không đạt quá dễ không? Dễ không đạt quá dễ không? Quá dễ. Ủa sao dễ nhiều. Còn phút 23 giây em Lùng ơi. Tôi nãy mà sáng lúc xong kẹo rồi. Đúng rồi. Hư hình luôn rồi. Rồi phim hết. Rồi còn hả? Trời ơi trời. Dữ rồi, còn, một phút nữa làm miếng trả nữa. Còn còn hồng với miếng phô câu nha bạn. Gao câu với lộn. Lộn này ngậm miệng luôn bạn. Miếng gao câu. Lùng đang tên tay ga luôn rồi. Rồi. Rồi 59 giây. Giây được tính 1 giây.
Rồi giờ tôi liêu ông nè. Thời gian được tính 10 giây. Liêu thêm thì một mồm. Một mồm nội ơi. Ừ, một mồm mồm. Rồi 42 giây gãy rồi bời. Để tôi kia mẹ chai xâm lạnh bông thuốc uống nha cho nó bếp hợp là bếp hợp lầm. Cho con chai ở đây không có chuyển khoản. Xong kẹo luôn rồi. 25 giây. Rồi kìa. Rồi hoàn tất luôn. Xong kẹo luôn. Trời ơi. Uuuu. Quý quái. Quý quái trời. Dừng tới 20 giây không ăn. Cái gì đó trời. Ôi còn vô á. Bụng cấn chữ gì trời. 5 giây. Rồi tắt thở luôn. Rồi massage bụng luôn anh ơi. Hết giờ. Giờ nha bạn. Vậy là Lùng đã bị lội thêm một con nhạn nữa nha. Sau 6 vòng chơi. Sau 6 vòng chơi thì Lùng ăn tổng cộng là được 3 vòng chữ nha bạn. Là vòng bánh xèo, vòng cơm sườn, vòng hủ tiếu khô và nửa vòng bánh ướt nha bạn, là 3 vòng chữ nha. Quay phim thì ăn 6 vòng nha. Bánh ướt, bánh xèo, hủ tiếu, cơm sườn, hủ tiếu xào, rồi bún đậu bún tôm nha, là 6 vòng nha bạn. Thì hôm nay Quay phim là quán quân của ông Phú Nội ăn nặng nhanh tốc độ. Cái gì mà ghê gớm. Quá trời ơi. Thì giải thưởng 1 triệu đồng mình sẽ trao cho quán quân ngày hôm nay nha bạn. Tôi mệt quá tôi không lấy luôn. Đúng. 1 triệu đồng đã trao cho quán quân của cuộc thi ăn hôm nay nha. Quá quá thuyết phục. Nói chung là hôm nay chấp luận cũng là sát chán rồi, tại vì hai người cho giúp mà. Nó có thể lội giọng nào nó không thể ăn đúng không? Là quá quyết mình đúng rồi. Nhưng mà vẫn thua nha bạn. Vậy lần sau chắc chắc mình năm vị trí luôn á. Đâu sao nhầm chắc không nhầm rồi, mới đầu nữa. Đâu bây giờ giao cho điện gì người ăn cái kiểu đó. Thôi nói chung thì clip hôm nay anh em mình xin phép sẽ khép lại tại đây nha. Nếu tất cả các bạn thích clip này thì các bạn hãy chung tay like clip mạnh tay nha. Nếu mà các bạn like được nhiều like thì anh em mình sẽ làm thêm những clip tương tự như vậy để anh em mình ăn hết cái snack này luôn nha bạn. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ anh em mình. Còn bây giờ chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo. Bye bye, xin chào, hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye.